gia đình của cô Rachel Corey bị thất kiện, tin từ Haifa. Tòa án Do Thái đã bác bỏ mọi trách nhiệm của quân đội Do Thái đối với cái chết của cô Rachel Corey, là một nhà tranh đấu người Hoa Kỳ đã bị một chiếc xe ủi đất cán chết trong lúc biểu tình ở dải Gaza trong ngày 17 tháng 3 năm 2003. Gia đình của cô Corey đã lên án quân đội Do Thái là cố ý giết người, nhưng không thể tiến hành kiện hình sự tại tòa án Do Thái nên mới phải kiện dân sự để đòi công lý. Một ủy ban điều tra Do Thái kết luận quân đội Do Thái không có trách nhiệm. Chánh án Odette Gershon tuyên bố cái chết của cô Corey là điều đáng tiếc nhưng xảy ra trong thời gian chiến tranh. Quân đội Do Thái nói rằng cô Corey đã trúng một tảng bê tông trong lúc xe ủi đất săn bằng một nơi dân quân đang ẩn núp trong dải Gaza. Gia đình của cô Corey, viện dẫn nhân chứng cho biết, người tài xế xe ủi đã thấy rõ cô Corey và vẫn đưa khối bê tông về hướng của cô ta. Quân đội Do Thái nói rằng người tài xế có tầm nhìn rất giới hạn trong lúc làm việc. Bạn bè của cô Corey cho biết cô đã mặc áo màu cam sáng chói vào lúc biểu tình nên không thể nói rằng người tài xế không trông thấy. Người tài xế nói rằng ông ta không thấy và cũng không nghe tiếng la. Luật sư Hussein Abu Hussein nói rằng phán quyết của tòa án Do Thái đã bóp méo bằng chứng, vi phạm những quy tắc pháp luật quốc tế căn bản bảo vệ con người. Phán quyết chứng tỏ tòa án Do Thái tiếp tục bảo vệ cho mọi hành động vi phạm nhân quyền của quân đội Do Thái. Gia đình của cô Corey cho biết sẽ kháng án. Cô Corey là một trong nhiều nhà tranh đấu ngoại quốc bị lực lượng an ninh Do Thái giết chết trong thập niên qua. Vụ án Corey đã tạo sự chỉ trích và tức giận trên thế giới đối với hành động đàn áp người biểu tình ủng hộ chính nghĩa Palestine. Người Do Thái không có cảm tình đối với cô Corey, nhưng những người Palestine, cô là một ân nhân lớn, đã dùng nhiều thời gian để giúp đỡ cho các trẻ em Palestine trong dải Gaza nghèo khó. Câu chuyện của cô Corey đã được truyền tụng ở nhiều nước và được viết ra cuốn sách Let Me Stand Alone.